Xin chào toàn thể anh em nhé. Chào mừng anh em quay trở lại kênh Bình Khuyên Đam Mê Vlog. Đây là con bánh tẻ cuối cùng của show lại ở nhà mình anh em. Mọi người thấy con chim nó rất là dãy không? Thì thực tế thì con chim này mình đang bị nuôi nó dãy da. Và hôm trước thì mình còn nói chuyện với anh em là với những cái con bánh tẻ mà chúng ta nuôi nó bị dãy da như này thì cái việc thuần của nó sẽ rất là khó ấy. Cái nguyên nhân mà nó bị dãy da là vì hôm trước là nó bị mắc cái đầu của nó lên trên cái nan lồng. Vì cái bọn bánh tẻ này thì nó rất là bé, anh em thấy cái nắp lồng nó sẽ có một cái phần mà nan nó bị thít lại không? Đó, thì nó sẽ khiến cho con chim nó bị mắc lên trên. Thế là mình lấy cái tay mình nó xuống cái. Thế là từ hôm đó trở đi là nó rất là dãy luôn, cảm giác nó sợ mình kinh hoàng luôn ấy. Thì mình cũng hy vọng rằng là đợt tới này mình cũng sẽ cố gắng để mình ép để nó thuần trở lại. Nhưng con chim này thì hiện tại đang rất là dãy rồi. Và hôm nay thì chúng ta sẽ trở lại với một cái nội dung về chim bánh tẻ, cụ thể là các cái giai đoạn phát triển của một con chim bánh tẻ ấy. Thì khi mà chúng ta biết được các cái giai đoạn phát triển này thì chúng ta sẽ biết được rằng là cái con chim mà khi nào thì nó chuyện này, khi nào thì nó líu này và khi nào thì nó thay lông. Mình nghĩ rằng là những cái này anh em cũng nên biết, bởi vì là khi mà với những người mà chưa nuôi chim bánh tẻ bao giờ ấy, thì mình tin là các bạn sẽ có những cái sự mông lung nhất định là liệu là con bánh tẻ nó có thay lông muộn hơn con chim già không, hay là nó có thay được hết lông hay không, bởi vì là cái lông bụng của nó cũng mới mọc thôi, đúng không anh em? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé. Vẫn như mọi khi rồi anh em ạ, cũng phải làm cốc cà phê buổi sáng thì nó mới gọi là tỉnh táo được. Thì mình chia các cái giai đoạn phát triển của một con chim non hay là một con chim bánh tẻ ấy, nó sẽ có bốn cái giai đoạn chính thôi. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn ví dụ như với con chim non ấy, thì là giai đoạn con chim nằm tổ này. Sau đó đến giai đoạn thứ hai là nó lên được trên tổ và bắt đầu là nó mọc lông họa. Giai đoạn thứ ba là từ lúc con chim mọc lông họa cho đến khi con chim nó vỡ giọng. Và cái giai đoạn cuối cùng chính là giai đoạn thay lông. Thì chúng ta sẽ bước vào từng cái giai đoạn một đi anh em nhé. Thì thực ra là những cái này thì nó chỉ là những cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ khi mà mình theo dõi và mình quan sát thôi, cũng có thể là nó sẽ sớm hơn hoặc muộn hơn nhé. Nhưng mà mình thấy nó sẽ chia ra thành các cái mốc là 20 ngày. Ví dụ như từ khi mà con chim nó nằm tổ cho đến khi mà con chim nó lên được trên cầu nó đứng thì mình nghĩ khoảng mất khoảng 20 ngày. Cái giai đoạn thứ hai là từ khi con chim nó đứng đến khi con chim nó hoàn thiện được cái họa mắt và trông nó đã lớn hơn, phồng phao hơn ấy, thì nó sẽ mất thêm 20 ngày nữa là 40 ngày. Và cái giai đoạn thứ ba là từ khi mà cái con chim bắt đầu nó mọc được tròn cái họa mắt này, cộng thêm với việc là nó đến cái lúc mà nó vỡ giọng ấy, thì nó mất thêm 20 ngày nữa. Vậy là nó sẽ rơi vào cỡ khoảng là 60 ngày, tức là tương đương 12 tháng kể từ khi con chim nó nằm tổ cho đến khi con chim nó vỡ giọng ra. Tức là cái tiếng con chim đực nó sẽ thành ra là tiếng con chim đực, chứ nó cũng không phải là lẫn lộn được tiếng chim mái rồi. Cho nên là nếu mà anh em nuôi một cái con chim non cỡ khoảng độ tầm 2 tháng thì về cơ bản là những con chim non đó nó đã vỡ giọng rồi. Cho nên là mọi người hoàn toàn có thể phân biệt được là con chim đực hay là con chim cái. Ngoài ra là cái lúc mà nói chuyện thì đấy cũng là một trong những cái nó rất là dễ thôi. Với bọn bánh tẻ này thì cũng giống như thế. Bọn bánh tẻ thì chúng ta sẽ bỏ qua được giai đoạn nằm tổ rồi là giai đoạn mọc họa, đúng không? Thường là chim bánh tẻ thì lúc bắt thì nó sẽ là con chim mép vàng hoặc là mép gần như là khô, đỡ vàng rồi. Như vậy là chúng ta lại bắt nó ở cái thời điểm con chim nó được khoảng độ tầm 2 tháng tuổi. Đấy chính là một trong những cái mà mình muốn lưu ý với anh em. Cái giai đoạn cuối cùng nó chính là cái giai đoạn thay lông ấy, thì thường nó lại cộng thêm 20 ngày nữa. Như vậy là chúng ta sẽ có thêm là 4 lần 20 ngày là 80 ngày, tương đương với 3 tháng. Thì kể từ khi con chim nó nở ra cho đến khi con chim nó bắt đầu có dấu hiệu thay lông ấy, nó sẽ mất khoảng 3 tháng nha anh em. Và trong 3 tháng đó thì chúng ta sẽ có những cái phương pháp để mà chúng ta nuôi con chim làm sao cho nó hiệu quả nhất. Thì ở cái giai đoạn 1 và giai đoạn 2 với chim non thì mình cứ bỏ tạm thời bỏ qua nhé. Sang đến cái giai đoạn thứ 3 là từ khi con chim nó rụng hoa mắt cho đến khi mà con chim nó vỡ giọng mà nó ra cái tiếng chim đực ấy. Thì thực ra ở cái thời điểm này nó cũng vẫn là cái thời điểm con chim nó vẫn đang phát triển rất là mạnh mẽ. Cho nên là nếu như mà anh em có những cái điều kiện tốt thì mọi người có thể cho con chim ăn mồi tươi và hoa quả cái thời điểm này nó tốt lên một chút. Dĩ nhiên là cám thì nó là một trong những cái nó vô cùng cần thiết rồi. Nhưng mà mình cho rằng là để phát triển cái con chim một cách tối ưu nhất ấy, thì ở thời điểm này anh em có thể nâm mồi một cách vô tội vạ luôn cũng được. Thực tế là như thế, bởi vì là có thể chấp nhận cái vấn đề là cái lông mẹ của nó, cái lông máu của nó sẽ không được đẹp đâu, nhưng mà nó sẽ có thể khắc phục được, vì khi mà con chim được thay lông thì chúng ta hoàn toàn có thể lột được một bộ lông cực kỳ là đẹp luôn. Nên ở cái thời điểm này thì mình khuyến khích anh em là hãy nên cho ăn mồi nhiều vào, càng nhiều càng tốt, bởi vì là nó còn đang phát triển mà, cái sức ăn sức lớn của nó còn đang rất là mạnh mẽ. Thì với cái mồi tươi ở giai đoạn này thì anh em có thể cho chúng nó ăn rất là nhiều loại. Với bọn bánh tẻ này thì mình không gọi là tính toán đến cái độ lửa hay độ nóng của loại mồi đâu, vì về cơ bản thì mình đã khuyến khích anh em rồi là chúng ta nên nuôi con chim bằng cảm dưỡng thôi. Như vậy thì chúng ta thích cho ăn dế cũng được, thích cho ăn cào cào cũng được, thích cho ăn sâu quy cũng được, nhưng tốt nhất là chúng ta cho ăn tất cả các loại mồi đó. Để làm gì? Để nó bổ sung được những cái vi chất cho con chim nó phát triển được cái khung xương nó thật là tốt. Vì nói gì thì nói,
cho dù là kể cả trong rất nhiều các loại cám tốt đến bao nhiêu đi chăng nữa, thì với cái giai đoạn quá trình phát triển này thì các cái vi lượng, các cái khoáng vi lượng nó vô cùng quan trọng. Là những khoáng vi lượng này thật ra ấy, nó sẽ ở trong mồi tươi rất là nhiều, nên anh em nhớ bổ sung mồi tươi nó vững vàng vào cho mình ở giai đoạn này nhé. Ở cái giai đoạn 3 này ấy, thì nó sẽ có thêm một cái yếu tố nữa, đó là cái con chim nó sẽ bắt đầu kiểu như là anh em tách lồng đơn ra. Ví dụ như chim non anh em sẽ tách lồng đơn ra, với bánh tẻ thì có thể là đôi khi anh em cũng sẽ tách lồng sớm. Thì nó sẽ dẫn đến một tình trạng là như này. Ở cái môi trường, ví dụ anh em bắt một con chim bánh tẻ ở ngoài mu nhá, thì cái môi trường của nó sống nó khác. Cái môi trường sống của con chim khi về nhà chúng ta nó cũng khác rồi. Đôi khi cái lồng nó khác nhau thì có thể con chim nó sẽ sinh ra tình trạng là ngoái ngược. Cho nên là mình thấy là với cái giai đoạn kiểu như là con chim nó còn đang kiểu tơ tơ như này này, nó rất dễ bị phát sinh tật. Và đặc biệt là nó cực kỳ dễ phát sinh tật trong điều kiện là ánh sáng kém nhé, hoặc là nó bị chói quá. Ví dụ như anh em để một cái đèn ở trên này, hoặc là cái ánh sáng nó bị tối quá, thì con chim nó rất là dễ bị lộn ngoài. Với cá nhân mình thì lộn không phải là tật, nhưng mà nhiều người thì có vẻ rất quan trọng về vấn đề tật. Thì anh em có thể che cái nắp lồng lên một chút. Nhưng mà cái quan trọng nhất ý, là anh em phải có được một cái chỗ treo ấy, để làm sao đấy nó đủ sáng thì con chim nó sẽ đỡ tật hơn. Nhưng nếu anh em treo ở cái phòng mà nó hơi tối tối chẳng hạn, thì nó chắc là ví dụ 10 con mình nghĩ là chắc sẽ hết khoảng 9 con nó sẽ phát sinh tật ấy. Đấy cũng chính là một trong những cái lý do mà rất nhiều bạn cũng hỏi mình là em chọc con chim ở ngoài bu đẹp lắm nhưng mà về nó lại lộn nó ngoái luôn. Thì ở ngoài cái điều kiện nuôi nhốt ở ngoài bu ấy, thì nó cũng sẽ bị những cái hạn chế nhất định thôi. Nên là nếu mà anh em mà có điều kiện thì có thể bẫy một vài con chim bánh tẻ từ trên cây xuống luôn ấy, thì cái tỷ lệ nó tật lỗi nó sẽ ít đi nhá. Và cái quan trọng hơn là như này này, nó tùy thuộc vào cái độ non hay độ già của một con chim bánh tẻ nữa. Thường thì nếu con chim bánh tẻ mà nó ở cuối cái giai đoạn 3 này ấy, thì nó cũng sẽ đỡ tật hơn là những con bánh tẻ ở đầu cái giai đoạn 3 nha anh em. Thì từ cái lý thuyết nó là như thế, thì mình trở lại cái câu chuyện chính là nếu anh em bắt chim bánh tẻ thì hãy nên bắt chim tháng bánh tẻ ở cái tầm tháng 5 hoặc là đầu tháng 6. Thì ở cái giai đoạn đó thì chúng ta sẽ bắt được những con chim bánh tẻ nó cá cứng cáp rồi. Ví dụ như nó đẻ tầm tháng 3 đúng không? Thì tháng 3 này, tháng 4 này đã 2 tháng rồi. Và đến giờ tháng 5 nữa thì đấy là một trong những cái giai đoạn mà con chim bánh tẻ nó đã cứng cáp rồi. Mép của nó có thể là nó đã không còn vàng nữa rồi. Thì khi đó chúng ta nuôi những con chim này nó sẽ dễ hơn, nó đỡ cái phát sinh cái khả năng nó bị tật hơn, tật lỗi hơn. Vì thực ra với bọn bánh tẻ này thì chúng ta sẽ phải thả rất là nhiều. Đấy là một cái kinh nghiệm xương máu của mình. Thực ra không ai có thể bắt một lần trúng luôn, trừ khi may mắn thôi. Còn nếu như không may mắn thì có thể các bạn nên bắt được cỡ khoảng độ tầm 7-8 con, xong rồi về các bạn lọc dần. Nếu con chim nào tật thì các bạn thả luôn. Trở lại với cả cái câu chuyện thả chim ấy, thì mình cũng muốn chia sẻ với anh em là như này. Thực tế là một con chim khi mà chúng ta đã không thích từ ban đầu rồi ấy, thì chúng ta không có một cái cách nào đấy để chúng ta thích nó về sau đâu. Đấy là một trong những cái mà kinh nghiệm rất xương máu của mình. Trước đây thì mình cũng đã cố gượng ép để nuôi một vài con chim mà mình không thích từ đầu rồi. Nhưng mà về sau đúng thực sự là mình sẽ không nuôi được nó kiểu như là trong một thời gian dài ấy. Vì thường là nó sẽ có một cái điểm gì đó, một cái gì đấy nó kiểu gieo gieo vào đầu mình. Con chim này nó không ổn đâu, là kiểu gì mình cũng thả. Đó, thì đấy cũng là một trong những cái mà mình cũng khuyên anh em nhé. Thả chim là cứ phải thả mạnh tay vào. Còn nếu mà chúng ta cũng còn rón rén là con này liệu có tốt hay không hay như nào đấy thì thực sự luôn là khó nuôi lắm. Vì những con chim đó chúng ta luôn luôn lăn tăn anh em ạ. Cái giai đoạn 4 của con chim thì chính là khi mà nó bắt đầu rụng lông báo. Thường thì nó sẽ rơi vào khoảng 3 tháng kể từ khi mà nó được nở ra. Thì ở cái giai đoạn này thì anh em có thể cân đối, ví dụ nhá, những con chim mà nó được nở ra tầm tháng 5, tức là nó là cuối vụ rồi, thì đâu đó đến khoảng độ tầm cuối tháng 8 đầu tháng 9 là mới thay. Ngược lại những con chim mà nó nở vào khoảng cuối tháng 3 chẳng hạn, thì đâu đó là khoảng tầm cuối tháng 6 thì nó cũng đã bắt đầu địa gọi là có dấu hiệu báo để rụng lông rồi. Chính vì thế cho nên là về cơ bản thì mình thấy là cái việc thay lông của con chim bánh tẻ ấy, nó cũng khá là tương đồng với những con chim già thôi. Nó sẽ chỉ khác biệt ở những cái con chim sinh cuối vụ thì là nó quá là tơ, thì cái thời gian để mà nó bước vào chu kỳ thay lông nó sẽ lâu hơn một chút. Cho nên là nếu như anh em mà đang sở hữu những con chim bánh tẻ mà mọi người cũng đang rất mông lung là lông trông vẫn rất là đẹp cả, thì khi nào nó thay thì anh em có thể chia làm các cái giai đoạn đó để mọi người có một cái gọi là lý thuyết trước khi chúng ta gọi là áng chừng xem là khi nào con chim của chúng ta thay được nhá. Và cái việc đó thì thực ra nó chỉ là kinh nghiệm của mình thôi, nó không đúng tuyệt đối đâu anh em ạ. Nên là thực ra mình sẽ rất là hạn chế cái việc tranh cãi là anh ơi sao con chim của em là từ lúc em nuôi đến bây giờ là 4 tháng rồi là chưa thay lông chẳng hạn. Bởi vì về cơ bản ấy là mỗi một cái chế độ dinh dưỡng khác nhau nó sẽ cho một cái kết quả khác nhau, và luôn luôn ấy, nó sẽ có một cái sự xê dịch nhất định. Nhưng ý mình muốn chia ra 4 cái giai đoạn này để anh em sẽ dễ hình dung, dễ tưởng tượng, và chúng ta sẽ biết là chúng ta cần phải làm gì trong cái quá trình chúng ta gột chim non hay là gột chim bánh tẻ nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong video sau nhé.